em 314. Không biết nhà các anh chị là nhà nào ha. Đây là hẻm 116 vườn chuối. Bên tay phải mình đó là cái bún bò và bún hẻm này chỉ vừa một người qua thôi. Rất là nhỏ luôn. Rồi một số hình ảnh ở hẻm 314 Điện Biên Phủ và khu vực ăn vặt chợ vườn chuối cư xá Đô Thành gửi các anh chị và các bạn. Xin chào các anh chị và các bạn, chúc các anh chị và các bạn ngày mới vui vẻ và hạnh phúc. Hiện tại em đang có mặt ở đây là đường Nguyễn Thượng Hiền, ngày xưa là đường rầy xe lửa. Bên phải chúng ta đó là cái nhà lồng chợ chợ vườn chuối. Chợ vườn chuối nối từ đường Phan Đình Phùng, ngày xưa là bây giờ là đường Nguyễn Đình Chiểu, nối liền từ Phan Đình Phùng cho đến Phan Thanh Giản, ngày nay là Điện Biên Phủ. Thì hành trình hôm nay em dẫn các anh chị và các bạn cùng đi về cái hẻm xưa gắn liền với kỷ niệm của các anh chị và các bạn. Đó là hẻm 314 Phan Thanh Giản, cũng là 314 Điện Biên Phủ. Rồi chúng ta sẽ đi từ cái đường Nguyễn Thượng Hiền này và đi đến cái đường vườn chuối. Chúng ta sẽ quẹo phải đường vườn chuối và chúng ta sẽ quẹo phải tiếp đường Điện Biên Phủ. Tại vì cái đường Điện Biên Phủ là cái đường một chiều, thành thử ra chúng ta phải đi một vòng. Con đường này ngày xưa rất là nhỏ hẹp, nhưng mà bây giờ cũng đã lớn hơn so với ngày xưa. Nhưng mà so với những cái con đường khác thì con đường này vẫn nhỏ. Ở đường này có cái quán cơm tấm nổi tiếng, cơm tấm Ghiền, và những cái món giới trẻ hay thích lắm, bánh tráng trộn. Đó, hai bên đường có thể bán đồ ăn vặt rất là nhiều luôn. Ngày xưa con đường này nhỏ chỉ có phần nửa bây giờ thôi. Thẳng hướng này chúng ta sẽ đi về quận Nhất, công viên 23 tháng 9. Trước mặt chúng ta đó là giao lộ Phan Đình Phùng và Nguyễn Thượng Hiền. Chúng ta sẽ quẹo phải Phan Đình Phùng nha. Ngày xưa là Phan Đình Phùng, ngày nay là Nguyễn Đình Chiểu. Đôi khi những cái hình ảnh về những con đường xưa, em phải nói tên cũ và tên mới để cho các anh chị bạn cập nhật. Để nhiều khi các bạn mới, giới trẻ thì họ có thể không biết cái tên con đường cũ, và những người, những anh chị, cô chú anh chị nếu mà xa Sài Gòn thì không hình dung được cái con đường cũ là con đường tên gì. Chúng ta quẹo vô cái đường vườn chuối nha, quẹo phải vô đường vườn chuối. Nơi đây có cư xá Đô Thành. Thẳng hướng này mình sẽ đi ra cái đường Phan Thanh Giản ngày xưa nè. Thì trên trục đường này cũng có rất là nhiều cái hàng quán ăn uống, đặc biệt có cái bún bò viên. Lúc trước em có review cái món bún bò viên các chị xem đó, anh sẽ có thể xem lại nha. Bún bò viên vườn chuối như hẻm 100, bên tay phải chúng ta như là hẻm 180 hay là hẻm
89 vậy bạn. Hẻm 80. Đem coi lại cái hẻm em cập nhật cho anh chị bạn xem luôn nha. Hẻm 118. À, hẻm 118 vườn chuối. À, cái hẻm này cũng có rất là nhiều món ăn vặt. Bên đằng phải chúng ta có hẻm 132, 132 vườn chuối. Nhân đây thì cũng xin gửi lời cảm ơn đến các cô chú anh chị đã luôn nhiệt tình theo dõi và đóng góp ý kiến. Mặc dù video không hay nhưng mà ở đây là 347, bên tay phải chúng ta tìm 314. Mặc dù video không hay nhưng mà nhờ cô chú anh chị comment thì em cũng biết thêm nhiều điều về Sài Gòn xưa. Hẻm 314 nằm bên tay trái của chúng ta đây, đi thẳng là mình sẽ đến đường Nguyễn Thượng Hiền, và đi theo trục đường Phan Thanh Giản này mình sẽ đi về bến xe miền Đông, xa cảng miền Đông, Hàng Xanh, cầu Bình Triệu. Rồi bên tay phải chúng ta, bên tay trái chúng ta có hẻm, mình sẽ quẹo lại ha. Trước mặt anh chị bạn đó là con hẻm cặp cái nhà màu cam, hẻm 314. Bây giờ chúng ta đợi con vắng mình qua đường nha. Tại chỗ này đường 1 triệu nên rất là đông. Khó mà qua đường. Theo đúng nguyên tắc thì chỗ này qua đường ngang rất là khó, mình phải qua đường từ từ. Hẻm 314, không biết nhà các anh chị là nhà nào ha. Trong kia là 314-2B, đây 314-3. Tỉnh luôn. Đây là hẻm cùng rồi. Rồi chúng ta quay lại nha. Nhờ các anh chị mà em biết cái khu này rất là yên tĩnh mát mẻ nè. Chúng ta đi hết cái hẻm 314
không, nhưng mà không biết hẻm nhà của anh chị là nhà nào ha. Nhân đây thì cũng gửi một số hình ảnh cái hẻm 314 để các anh chị và các bạn cập nhật. Hy vọng là mình sẽ gặp người quen, cũng như nhìn lại căn nhà xưa của mình ha. Rồi bên kia là cái hẻm 335, chúng ta sẽ đi thẳng qua hẻm kia ha. Sẵn đây mình dạo một vòng đường khu vực cư xá đô thành luôn. Cái chỗ này qua đường rất là khó khăn. Ô, hẻm này bán nhiều đồ ăn quá. Hẻm này bán bánh xèo quá trời luôn. Bánh xèo, bánh khọt, gỏi cuốn. Phát hiện cái hẻm ăn vặt, gửi các anh chị và các bạn. Có dịp chúng ta đi đi về Sài Gòn thì mình đi đến cái hẻm 116 Vườn Chuối. Nơi đó có thông đến cái hẻm hẻm bên Điện Biên Phủ luôn. Bán rất là nhiều món ăn và bán rất là đông. Cái đường này thì sẽ đi thẳng ra cái đường Cao Thắng luôn nè, thông qua cái hẻm nhỏ nhỏ. Sẵn nay tiện đi về hẻm xưa thì em dẫn các anh chị và các bạn cùng đi về cái hẻm cư xá đô thành nha. Ở đây bán hủ tiếu, bún riêu nữa là quá trời luôn. Bây giờ mình kiếm đường thông ra Cao Thắng thôi. Hẻm bên tay phải. Cái khu vườn chuối này cũng rất là yên tĩnh. Bên đây phải mình đó là cái phía sau cái rạp. Phía sau cái rạp hẻm này chỉ vừa một người qua thôi.
rất là nhỏ luôn. Bên tay phải chúng ta đó là cái rạp kịch ma à. Ngày xưa cũng là cái rạp hát, nhưng mà em quên tên rạp hát đó à. Có gì nhờ anh chị, cô chú anh chị em xin cái comment nha. Rồi một số hình ảnh ở hẻm 314 Điện Biên Phủ và khu vực ăn vặt chợ vườn chuối cư xá Đô Thành gửi các anh chị và các bạn. Rồi em xin tạm dừng video tại đây, hẹn gặp lại các anh chị và bạn trong những cái video tiếp theo nha. Rồi Sài Gòn chuẩn bị mưa nữa rồi.